từng ký ức của hai ta. Minh ơi, mình có thể gặp bạn một xíu được không nè? Có không kìa? Bạn ơi, bạn có nhớ mình không? Mình là Hà Phương đó. Mọi người trong trường hay gọi mình là... Rồi, chắc là bạn ấy tức bạn lắm á. Thì đó, ai kêu nói tôi với Yumi chia tay chị? Thì tại vì chắc là bạn ấy nghĩ Yumi nghỉ học nên mới nói vậy thôi à. Anh ơi. Không, bạn... chào Minh. Biết rồi, đi ăn khác nữa chứ gì. Mình có cái này muốn tặng cho bạn. Cảm ơn chàng. Cái gì vậy? À, cái này là quà handmade. Mình làm từ rất lâu rồi. Tại vì mình thấy bạn với Yumi quen nhau nên mình không dám tặng. Còn giờ bạn với Yumi chia tay rồi nên là... Mấy cái người này bị cái gì vậy trời? Hả? Sao chứ? Tôi nói cho bạn biết nha, tôi với Yumi không hề chia tay. Bạn đừng có đi đồn bậy bạ nữa được không? Trả cho bạn nè. Trời, thằng Minh nó từ chối con Trang luôn á mày. Trời, thằng Minh nó dữ thiệt chứ. Bây giờ nó từ chối con Trang, học giỏi nhất trường mà trai theo nườm nượp luôn đó. Bây giờ Yumi không quay lại thì mình vẫn thích Yumi thôi à. Oh my god, lớp trưởng mình dữ thiệt. Không những học giỏi nhất trường mà còn là trung tình nữa. Oh yeah, come on, just oh yeah. Mày bớt nói lại đi. Bớt hả? Chiều nay em có rảnh không? Dạ, có gì không cô? Khó công nhận không? Quý giỏi thiệt luôn á. Dạ, em cảm ơn cô. Thiệt sự là cái môn này phức tạp lắm. Mà nó tóm lại đơn giản á, nó là tổng hợp của những cái tiếng mà bùm chắc bùm, bùm chắc bùm, bùm bùm chắc bùm, bùm chắc bùm bùm. Đó, mấy cô thử đi. À, cô biết à. Thiết chế lại coi để nó văng quá. Xin lỗi em. Cũng còn hơi dạ dạ. Chức bùm. Lao đi. Ủa. Kim Chi. Về đây hả? Chào thím. Em ngồi tự nhiên đi. Đói bụng không? Vô ăn súp rồi tụi con nấu súp á. Ừ thôi tôi đi ra quận 1 luôn giờ. Vậy hả? Ủa bà đi chừng nào bà về? Chắc là tối nay tôi về khuya lắm nên bà khỏi đợi cửa nha, cứ ngủ trước đi. Tôi biết rồi. Mà bà với Quý đang làm cái gì vậy? Tôi nhờ Quý dạy cho tôi beatbox với lại rap á. Dạ. Tại vì trong trường tôi á chuẩn bị tổ chức lễ hội mà đòi hỏi mỗi thầy cô là phải trình diễn một bài. Mà bà biết rồi đó, cái trình ca hát của tôi á cũng không có được tốt. Cho nên là Quý dạy cho tôi rap với beatbox á. Vậy là bà định biểu diễn hai cái này hả? Đúng rồi, tại vì không, chỉ có một trong hai thôi ạ. Đang lựa chọn mà hiểu không? Tại vì Quý nói nếu như mà mình hát dở thì chắc chắn mình sẽ beatbox với lại rap là hay lắm, cho nên tôi đang thử cả hai cái luôn. Nhưng mà cũng có người sẽ dở luôn cả ba cái á. Không có đâu. Nãy giờ đang beatbox thôi chứ rap cũng hay lắm á. Cô đọc rap cũng hay đúng không Quý? Dạ, sau khi mà em cho cô trải nghiệm thử về beatbox á, em cảm thấy là cô hợp với rap hơn. Nhưng mà beatbox tôi cũng hay lắm á. Chắc hay á. Cố lên nha. Cảm ơn bà nha, bà vô chuẩn bị đi. Mình tập tiếp hả cô? Nhưng mà hồi nãy có lạnh lắm không em? Cô sợ văn ướt em rồi bây giờ mới lạnh chỉ vô. Dạ không có sao đâu cô. Trời, cô thương học sinh quá. Dạ thử. Trời, hồi nữa cái phòng này lũ luôn đó cô. Hồi nữa cái phòng này lũ ngập hết luôn đó cô. Vậy hả? Dạ. Khó quá. Khó lắm cô. Vậy mình cố lên ha. Dạ, cố lên cô.
Bạn gì ơi, bạn có thấy Minh ở đâu không vậy? Chi vậy bạn? Nè, bạn đừng có nghĩ vì Dung Mi bỏ học bạn thích mình rồi mình sẽ thích lại. Không có chuyện đó đâu, bỏ suy nghĩ đó đi. Mình nói thật, mình là bạn thân của Minh, mình hiểu Minh lắm, mình rất chung thủy. Lời khuyên thật lòng đó. Tôi khuyên bạn thật lòng đó nha. À, Minh. Có chuyện gì không? Mình có cái này muốn nhìn tặng anh Minh á. Cái gì vậy? Minh tự mở ra xem đi. Bạn ơi, bạn tên gì vậy? Bạn ơi, nói tên nói lớp gì vậy, biết ai trời? Bạn biết ai không Long? Minh à, mình thích bạn đã lâu lắm rồi, nhưng tới nay mình mới dám nói ra. Vì mình biết bạn đã chia tay với Yumi. Mình thích bạn. Ôi, bạn thích bạn đó hả? Tào lao làm gì có. Biết ai đâu mà thích. Thôi vô chỗ ngồi. Tôi là cô giáo dịu hiền, ngây thơ hồn nhiên trong sáng, luôn được các em học sinh. Tôi là cô giáo dịu hiền, ngây thơ hồn nhiên. Tôi là cô giáo dịu hiền, ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Ủa, anh Phúc, em làm gì đứng đây làm bầm mình vậy? À, em đang đọc rap. Gì? Em quý của lớp em chỉ cho em đọc rap á. Đọc rap? Nè, em đừng nói là em thi cuộc thi sắp tới nha. Đúng rồi, nhưng mà tại vì á, em hát không có được. Cho nên là em đăng ký em đọc rap anh. Đâu, làm lại anh coi coi. Thôi, em mới có đọc à. Đi, đọc đi. Thôi, ngại dữ lắm, má con mình cười em á. Không cười, hứa không cười, đọc đi. Thôi, chừng nào mà em thuộc xong hết rồi, em rành rồi em đọc cho anh nghe nha. Thôi, năn nỉ đó, đọc đi, em muốn nghe bây giờ. Thôi, kiểu quá à. Thôi, không được đâu mà. Thôi đi. Hiền. Hiền. Minh ơi, bạn đã đọc thư của mình chưa? Vậy thì tôi nói cho bạn biết, Yumi là bạn gái của tôi và mãi mãi là như vậy. Bạn không bao giờ có cưỡi tôi đâu, mày hiểu chưa? Bạn nhìn lại mặt bạn chưa? Bạn có soi gương chưa? Làm sao mày bằng Yumi được? Hả? Hiểu chưa? Bạn đã đọc thư của mình rồi phải không? Vậy thì tôi đã có bạn gái rồi mà. Bạn làm mơ đừng có như vậy nữa được không? Nhưng mà Yumi, cô ấy đã bỏ học luôn rồi mà. Bạn còn lưu luyến gì nữa? Không có đâu, bạn đừng có nghĩ vậy mà. Yumi không có nghỉ học đâu, chỉ là có chuyện gia đình cho nên tạm nghỉ thôi. Đừng có nghe đi đồn bậy bạ mà. Nhưng mà nếu như cô ấy có muốn đi học lại á, thì nhà trường cũng đâu có cho phép đâu, vì bạn ấy đã nghỉ học quá lâu rồi. Không phải như vậy đâu, Yumi chắc chắn sẽ quay lại mà. Thôi, tôi đi về lớp nha. Sao vậy? Bạn không thích mình hả? Không có.
Chỉ là tại vì tôi chưa đủ sẵn sàng để có bạn gái mới thôi. Mình biết là bạn chưa sẵn sàng. Vậy thì bạn cứ suy nghĩ đi. Chiều tan học sẽ trả lời mình cũng được. Mình sẽ đợi bạn ở sau trường nhé. Nhưng mà... Mình sẽ đợi. Chiều nay bạn ấy chờ bạn ở sau trường đó. Bạn có tính ra không? Ra làm chi? Tôi không ra đâu. Lên lớp rồi. Mình biết là bạn chưa sẵn sàng. Vậy thì bạn cứ suy nghĩ đi. Chiều tan học sẽ trả lời mình cũng được. Mình sẽ đợi bạn ở sau trường nhé. Yuna là hoa khôi của trường. Nếu như mình không quen Yuna thì sau này chắc mình hối hận quá. Không được. Còn Yumi, Làm sao mình quên được Yumi hết trời. Không được. Mình không thể nào phụ Yumi được. Nhưng mà liệu Yumi có quay trở về không? Yumi đi đâu mình cũng đâu có biết đâu. Nếu mình mà bỏ qua cơ hội này thì Yumi sẽ quen người khác mất. Hay là mình kêu Yumi đợi mình thêm một thời gian nữa. Mà đợi bao lâu ta? Một tuần, hai tuần, một tháng hay là bao nhiêu lâu? Mà liệu Yumi có chịu đợi mình không ta? Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây trời? Ơi, không được đâu mà. Cái gì vậy Minh? Em sao vậy? Cái gì coi? Bộ ông đang suy nghĩ tới con Jun đó hả? Có đâu. Tối nào qua nhà tôi ăn mì không? Minh, trật tự. Yumi à? Minh à? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Bạn biết là tôi lo cho bạn lắm rồi Yumi. Mình xin lỗi bạn nha. Mà sao đâu, bạn về đây là tốt lắm rồi. Minh à, mình có chuyện muốn nói với bạn. Chuyện gì vậy? Bạn hãy quen Yuna, hoa khôi của trường mình đi. Bạn ấy vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, không có giống như mình. Dạ. Nhưng mà tôi chỉ thích có mình bạn à. Mình nghĩ bạn ấy sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim của bạn. Yumi. Minh à. Nhưng mà bạn là đang là bạn gái của tôi mà Yumi. Sao bạn nói như vậy được à Yumi? Minh à. Mình không thể ở bên bạn được nữa. Bạn hãy quên mình đi. Như vậy bạn sẽ sống hạnh phúc hơn. Mình hy vọng bạn sẽ hạnh phúc bên bạn ấy. Nhớ vòng tay đã xa rồi, nhặt từng cánh hoa đang nhẹ. Xin lỗi bạn. Bà lại mơ thấy Yumi hả? Mấy giờ rồi ông? Tan học hơn nửa tiếng rồi. Gì vậy? Yumi muốn tôi như vậy á? Đừng nói tôi là bạn đi gặp Jun nha. Ý nguyện của Yumi là như vậy mà Long. Ý nguyện gì? Trong giấc mơ á, Yumi nói tôi phải quen Yuna. Hả? Đi đấy. Trời ơi, trước giờ mình không thích con nhỏ Yumi mà sao bây giờ thấy thương con nhỏ Yumi quá vậy? Những ngày tháng qua cánh hoa kia. Đây là ý nguyện của Yumi. Chắc Yumi sẽ không buồn đâu. Minh à,
bạn sẽ hạnh phúc bên bạn ấy. Bạn hãy quên mình đi. Mình cứ nghĩ là bạn sẽ không tới. Mình có món quà muốn mình tặng cho bạn. Tôi xin lỗi, chắc tôi không làm bạn trai của bạn được đâu. My ơi, bạn đang ở đâu vậy? Mau quay về đi, tôi nhớ bạn lắm. Giờ này gần tới giờ học thêm rồi, còn đứa này chơi mấy cái trò nguy hiểm này hả? Đi vô đi. À, đau mày ơi, đau quá. Đau hả? Biết đau hả? Vô đây chết với tụi. Đau quá mày ơi. Đi vô. Người đâu mà khó dữ vậy không biết à? Thì sao? Khó quá à. Nè. Ai cho bạn đụng tôi? Hết đụng nó là sao? Ôi, ba. Ôi, mày làm gì vậy? Sao cắn mày vậy? Ôi, hai thằng kia. Ôi, làm con mèo gì vậy? Hai thằng đàn ông như vậy mà đi bắt nạt hai bạn nữ, có biết nhục không? Đó không phải chuyện của mày. Sao không phải chuyện của tao? Hai thằng bay đang đụng nữa bạn nữ trường tao á. Thì ra mày bên con gái phải không? Chứ không lẽ tụi mình tụi bay. Ừ, nè anh nữ nè, tao biết trên trường anh học luôn á. Giật trai mà ra lăng dữ sợ luôn. Nên tao hết đụng nữa rồi sao? Thử đi. Nè. Cái gì ồn vậy? Nó muốn lộn rồi phải không? Ê, 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 ê. Ê. Cái gì vậy? Mấy người làm gì đây vậy? Tính tôi kêu chính quyền xuống không? Mấy người biết đi chỗ nào không đánh nhau hả? Đau quá. Tụi bay đi về đi. Biến. Còn các bạn đi về đi. Cảm ơn Mẫn nha. Các bạn ở đâu cũng đi về đi, đừng đứng đây nữa. Đẹp trai mày lạnh lùng quá à. Còn tụi bay đi về luôn đi. Huy. Ai là tụi bay ơi? Hả? Ê, tao là anh của mày nha. Tao cho mày nói lại đó. Ờ. Giờ có về không? Về chứ. Nè. Cái gì vậy? Ông sợ nữa hả? Hả? Sợ chứ. Vậy thì về chung. Ôi, anh Mận á, tôi biết á. Tôi biết trường luôn á. Đẹp trai, lần lần đẹp trai mà. Ôi, mày bảo mình nha. Qua trường đó nha. Ghê nha. Người à, coi nhé. Trời ơi, tưởng nó giỏi lắm. Long à, nhục lắm. Ông yên tâm đi, mấy đứa xấu thì chơi chung với nhau lắm. Đừng nói vấn đề nó nhục lắm. Không ngờ thằng Mẫn nổi tiếng trong trường mà ngoài trường cũng biết nó nữa. Trời, mấy bạn qua tới tận đây luôn hả? Dạ, anh Mận, dạ. Em qua đây chụp tấm hình thôi. Tấm hình thôi, tấm hình thôi. Một tấm thôi anh. Rồi, rồi, một tấm thôi nha, tôi sắp vô lớp rồi đó. Chụp đi, chụp đi. Vô, vô, tôi chụp cho.
Ok, thôi tôi vô lớp nha. Nè, mấy đứa. Dạ. Sao giờ này tụi em chưa lên lớp mà đứng đây cười giỡn là sao? Dạ, em ở bên trường khác không cô? Ủa đúng rồi, đây là phải đồng phục trường mình. Dạ. Ủa mà tụi em qua đây làm chi? Dạ, em qua xin chụp chung với anh Mộng tấm hình đó cô. Dạ. Em thích ảnh lắm ạ. Dạ. Em không mỏi anh đẹp trai lắm cô. Anh Mộng đẹp trai lắm ạ. Đi về. Nào biết nè con. À, dạ, cảm ơn cô. Ngon quá. Anh Mẫn, tụi em mời anh nè. Cảm ơn bạn, mình có rồi. Dạ. Chụp hình bên đi, chụp hình đi. Nào bà bé à. Chụp chút, chụp chút. Nè, chụp hình, chụp hình. Mình đang ăn, các bạn có thể cho mình tự nhiên một chút xíu được không? Cô ơi, cô cho con xin tờ giấy nha con. Dạ. Ôi em có. Em có giấy nè anh. Thôi rồi, xin cô rồi. Anh lấy của em xài đi. Từ chó đẹp trai quá hả? Trai quá hả? Đẹp trai quá hả? Rồi, cảm ơn em ha. Yeah. Trời ơi, anh xài của tôi kìa. Trời ơi, súng đi à. Thích quá. Trời ơi. Trời ơi, đẹp trai quá trời. Trời ơi, đẹp trai quá. Ủa Mẫn, em bị bệnh hả? Dạ. Vậy thôi em về nhà em ăn uống rồi uống thuốc vô ngủ đi nha cho khỏe, không có được tập trung đi đánh lộn nữa đó nha. Dạ. Về đi. Vô con. Ừ. Ám gì mà ám dữ vậy trời. Đâu rồi? Đâu rồi? Sao đây ta? Đâu vậy? Đi đâu vậy? Không ngờ cái ngày mình phải như vậy. Phức thiệt chứ. Mày là Mẫn hả? Mày là ai? Tao là Chiến Thắng. Mày chưa nghe tên tao à? Nhờ mày giới thiệu mà giờ tao mới biết á. Nghe nói mày đánh mấy thằng trường tao đúng không? Thì nó đáng bị như vậy mà. Có ngon thì đánh với tao nè. Lúc này với cái thằng phiền phức này, nó đang bệnh, muốn được về nhà ngủ rồi. Mẫn. Ủa gì vậy Chiến Thắng? Chuyện của mấy đứa con trai thôi. Tối nay 7 giờ công viên cây xanh, không gặp không về. Sao? Chơi thì chơi, không gặp không về. Tao đợi mày. Thôi đi mày. Đợi. Trời ơi, cái nét lạnh lùng nó đi, cái nét lạnh lùng đó. Trời ơi. Con trẻ trâu là sao phiền ghê luôn á.
You wanna be on top? Sao lạnh quá vậy ta? Chưa quýnh đấm gì nó thấy quả chè đầu rồi. Muốn được trở thành thần tượng đâu có sung sướng gì.